Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay Trời Đất Bình Thuận giới thiệu với cả nhà một lô đất nằm ở tại mặt tiền đường Liêm An, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, cách trung tâm thành phố Phan Thiết 14 km, và thời gian di chuyển mình đi về tắm biển ra vào đâu đó tầm 20 phút, cách quốc lộ 1A 800 m, và cách nút giao điểm xuống cao tốc quốc lộ 28 rơi vào đâu đó tầm 4 km. Cả nhà mình cùng xem qua hình ảnh thực tế và video hiện tại. Lô đất này đang có mức giá bán là 1 tỷ 450 triệu, nằm ở tại khu dân cư hiện hữu, tuyến đường có hệ thống trường học từ trường mầm non, trường tiểu học và hệ thống trường trung học cơ sở, có xe đưa đón. Mời cả nhà xem chi tiết qua video. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với hotline Trời Đất Bình Thuận 0903 111 365 để gửi sổ và thông tin chi tiết. Xin chân thành cảm ơn.